Series Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và đây là tất tần tật những điều bạn cần biết về VinWonder. Đầu tiên là về diện tích ở đây thì cực kỳ rộng, thế nên nếu có thời gian thì khuyên mọi người nhất định phải dành một ngày ở đây nha. Ban đầu mình cũng tính thế nhưng mà buổi sáng vì trời mưa nên không đi được, thế nên mình chỉ có nửa ngày để khám phá VinWonder thôi. Lúc mới vào thì cũng hơi ngợp vì không biết đi đâu mọi người ạ. Nhưng mỗi khu vực sẽ có bản đồ từng khu nên cứ đi theo thôi. Đầu tiên là đại lộ châu Âu, khu này thì nằm ngay ở cổng vào, mọi người có thể tung tăng bên mấy con đường như thế này cũng cực kỳ đẹp. Tiếp đến là quảng trường Phượng Hoàng Lửa và tòa lâu đài nguy nga, các bà đừng quên làm một vài tấm ảnh xinh ở đây nha. Khu tiếp theo mình đến là cung điện Hải Vương, đây là cái chỗ mà mình cảm thấy cực kỳ xứng đáng khi bỏ tiền ra đến VinWonder. Mình đến thì đúng lúc chuẩn bị diễn ra show chuyện tình tiên cá, thế nên là mọi người cũng đã ngồi gần hết chỗ rồi. Nếu mà muốn có chỗ đẹp thì mọi người nhớ đến sớm nha. Trước mắt mọi người là một trong năm bể kính lớn nhất thế giới. Cái lúc show bắt đầu cũng là lúc mọi người hò reo không ngớt luôn, vì đây là lần đầu tiên thủy cung ở Việt Nam có sự xuất hiện của tràng tiên cá. Không đơn giản mà cái thủy cung có đến 255.000 loài sinh vật biển thuộc 300 loài nữa cơ. Xem xong show thì chúng mình đi ra mấy khu cảm giác mạnh để chơi. Thích lắm nhưng vì hè nên thôi xin phép mọi người đi ra công viên nước chơi. Bên công viên nước thì mọi người nhớ trải nghiệm bể tạo sóng nha. Lúc mình đi mọi người còn tham gia đại chiến thế giới nước. Mọi người sẽ chơi mấy trò đồng đội rồi bắn súng nước được tặng kem vui lắm luôn. Tắm mà chưa đủ đã thì mời mọi người qua lọc độc mãng xà. Trò này thì đảm bảo chơi là nghiện luôn. Kiểu nó vừa sợ vừa phê ấy mọi người ạ. Chơi mệt quá thì lên cái sông lười làm lấy lại sức, chưa chơi tiếp mà ngất mất. Chơi một hồi cũng hùng hòm thì mình di chuyển qua đại lộ châu Âu để tham gia mini show Phú Quốc mùa hè. Với lễ hội ẩm thực đường phố, lễ hội kem cũng rất là vui. Buổi tối thì mình đi xem on show. Đây là một trong những show thực cảnh hoành tráng và nhất định phải xem khi đến với Phú Quốc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng, nước và lửa tái hiện câu chuyện cổ tích Long Phượng Hoàng. Mọi người nhớ căn thời gian đến sớm để có chỗ đẹp nha. Nói chung là chỉ vì nửa ngày nên cũng chưa khám phá được hết tất cả các trò. Đối với gia đình đi theo đoàn thì tùy vào sở thích và điều kiện sức khỏe của mỗi nhà để lựa chọn được những trò phù hợp nha. Chúc mọi người có một trải nghiệm thật là vui vẻ. Bye bye.